quá được tấn công giá là một trong những môn học tự nhiên khó đối với nhiều bạn học sinh. Lý do là bởi môn này có lượng kiến thức bao la lớn cùng hàng các loạt các ký hiệu và công thức từ đơn giản đến phức tạp, lằng nhằng. Độ khoai của quá đỉnh cao đến mức, nhiều bạn còn đùa rằng, đánh rơi bút bi xuống gầm bàn, cúi xuống nhặt, ngẩng mặt lên thì đã mất bút. Có lẽ vì vậy nên không ít bạn học sinh có thành tựu môn quá cực kỳ ít eo. Tuy nhiên, dốt quá đến mức như hai bạn học sinh này thì thật quá khó đỡ. Chuyện là mới đây trên mạng xóm hội lan truyền một bức ảnh chụp lại màn hình tin nhắn rỉ tai giữa hai người bạn. Nội dung quay quanh môn quá học. Ê, hai người có tan trong nước không? Chắc là không. Mà hình như có tạo kết tủ á. Ủa? Tao không biết đâu. Hay mày hỏi bọn đội tuyển quá xem. Màn tư vấn kiến thức khó đỡ của hai bạn học sinh. Dù dốt quá đến mấy thì chúng ta vẫn biết được một số ký hiệu hóa học cơ bản như hai là nước, hay phe là sắt. Không chỉ vậy, ký hiệu hai còn vô cùng thông dụng trong đời sống hàng ngày. Thế mà hai bạn học sinh này lại hồn nhiên hỏi hai có tan trong nước không? Và một người thì trả lời như đúng rồi, hình như kết tủ. Vậy đấy, giờ chúng ta lại còn có cả luận điểm nước kết tủ với nước. Khỏi phải nói cũng biết, cuộc hiệp thương kiến thức khó đỡ kia đã khiến mọi người mỉm cười bò như thế nào. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xóm hội, đoạn trò chuyện trên đã chiếm được bảo like và bảo share của số đông mạng. Hơn 36,6 nghìn lượt like, 2,5 nghìn bình luận và 1,2 nghìn lượt chia sẻ dành cho bức ảnh. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước. Kết tủ trong suốt nhé hai bạn. Hai gói tính năng với nước sẽ ra hợp chất water nhé. Hai gói tăng vô hạn trong nước nhé. Dân mạng hài hước bình luận. Không biết sau khi nhiều người biết đến bất đắc dĩ, hai bạn học sinh này đã biết được hai gói chính là công thức hóa học của nước hay chưa nữa. Dù thế nào, chúng ta vẫn mong hai bạn sớm cải thiện được kiến thức vì quá là môn học rất cần thiết và giúp ích nhiều cho cuộc sống của chúng ta đấy.